Minasan konnichiwa, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Trong bài học này thì chúng ta sẽ học những cái cách dùng có liên quan đến từ mae. Mae là một từ rất là đơn giản mà chúng ta đã học từ sơ cấp rồi, với nghĩa là phía trước, đúng không? Chỉ hướng hoặc là trước về thời gian. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ học những từ có liên quan đến mae. Thế nhưng mà nó không thể hiện cái nghĩa là trước nữa, mà nó thể hiện những cái nghĩa khác. Chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Các bạn thấy là mae thì nó có được dùng trong cái trường hợp là trước mặt mọi người, đúng không? Và khi mà chúng ta để một cái hậu tố mae ở đây thì chúng ta có cái từ đầu tiên đó là ichini mae. Các bạn nhớ là với trường hợp này chúng ta không đọc là hitori mà các bạn sẽ phải đọc là ichini mae. Thì cái từ này nó sẽ có những nghĩa như sau. Đầu tiên thì nó chỉ cái nghĩa là cái suất ăn dành cho một người. Ví dụ như là ichini mae no ryori. Trường hợp thứ hai thì nó sẽ dùng để chỉ cái nghĩa là một người nào đấy đã trưởng thành. Trưởng thành, đúng không ạ? Ví dụ như là nói những cái lời rất là trưởng thành. Trưởng thành ở đây có thể trưởng thành về cái tố chất, cái tư cách hoặc là cái năng lực. Đó thì người ta có thể dùng là ichini mae no koto o iu. Còn nói về năng lực ấy thì có thể dùng để chỉ một cái người nào đó đã đạt đến một cái trình độ tay nghề cao hoặc cả năng lực cao rồi. Ví dụ một bác sĩ đã rất là có chuyên môn rồi chẳng hạn, thì người ta có thể dùng là ichini mae no isha. Thì các bạn hiểu rằng là cái chữ mae này nó không phải dùng để chỉ hướng, mà nó dùng để chỉ nghĩa là một cái tài năng, một cái tư cách mà mình thể hiện trước mặt mọi người, và bây giờ mình đã là một cái con người gọi là trưởng thành đúng nghĩa. Trường hợp thứ hai, chúng ta có từ ute mae. Các bạn có ute là cái phần cánh tay của chúng ta, đúng không ạ? Ute mae thì không phải là trước cánh tay, mà lúc này các bạn thấy là nó cùng cái phần nghĩa với cái chữ ichini mae lúc nãy. Ute mae nó cũng chỉ cái khả năng, gọi là cái năng khiếu, cái trình độ của chúng ta. Ví dụ như là tôi nấu ăn rất là giỏi và hôm nay tôi sẽ khoe, tôi sẽ trổ tài nấu ăn cho tất cả mọi người cùng biết, thể hiện cái tài năng nấu ăn của mình. Thì chúng ta có thể dùng là 今日はみんなに料理の腕前を披露する. Các bạn có động từ 披露する trong cái trường hợp này với nghĩa là mình thể hiện, đúng không ạ? Thể hiện cái khả năng nấu nướng của mình cho mọi người biết. Hoặc chúng ta có thể dùng với những cái trạng thái khác, ví dụ như là tôi rất là bất ngờ trước cái tài năng cắm ikebana rất là xuất sắc của cô ấy chẳng hạn. Bất ngờ trước cái tài năng, cái sự khéo léo, cái khả năng á, thì người ta cũng có thể dùng là 彼女の見事なikebanaの腕前に驚きます. Hoặc một cái cụm từ mà các bạn có thể bắt gặp khi học N2, ví dụ như là tay nghề được nâng cao thì chúng ta dùng là ute mae ga agaru, hoặc là nâng cao tay nghề, tức là nó là một cái dạng tha động từ thì chúng ta sẽ dùng là ute mae o ageru. Một cái là tự động từ, một cái là tha động từ, đúng không ạ? Cụm từ tiếp theo mà chúng ta gặp với mae đó chính là otoko mae. Từ này thì sẽ được hiểu là để chỉ một cái người con trai rất là đẹp trai và nam tính. Nói với cụm từ này thì các bạn thấy là nếu như nói một anh chàng rất là đẹp trai và nam tính thì thường là chúng ta hay dùng với một cái từ mà giới trẻ hay dùng là ikemen, đúng không ạ? Ikemen thì bản chất của nó là cái từ nói tắt của cái cách dùng là iketeru menzu hoặc là men. Cái từ men dự này thì có thể xuất phát từ katakana, từ tiếng Anh là men á, tức là một người đàn ông rất là đẹp trai. Nhưng cái từ men này cũng có khi người ta giải thích là nó xuất phát từ cái chữ diện. Diện này tức là cái khuôn mặt để chỉ một cái anh chàng rất là iketeru. Bây giờ phân tích một chút về cái từ iketeru nhá. Iketeru thì nó sẽ bằng nghĩa với miryokuteki, tức là rất là có sức hấp dẫn, hoặc là kakkoi. Vậy thì iketeru menzu hoặc là iketeru men thì chỉ một cái người đàn ông rất là đẹp trai, đúng không ạ? Đó, nhiều khi là chúng ta cũng có thể nghe thấy người ta dùng iketeru trong giao tiếp thực tế. Ví dụ như là cho iketeru thì nó sẽ bằng với trường hợp là totemo kakkoi, rất là đẹp, đúng không ạ? Rất là đẹp trai. Đó thì các bạn nghe thấy cái từ ikemen nhiều hơn, nhưng mà rất ít khi các bạn nghe thấy từ otoko mae, đúng không ạ? Cái từ này thì có vẻ như là nó cổ hơn một chút, nhưng mà trong thực tế người ta vẫn dùng nha. Nếu như ikemen chỉ dùng để thể hiện cái vẻ bề ngoài thôi, một anh chàng rất là đẹp trai trông rất là ngầu thôi, thì bây giờ otoko mae nó không chỉ thể hiện cái vẻ bề ngoài nữa, mà nó còn thể hiện cái tính cách, cái thái độ rất là otokorashi, rất là nam tính, đúng không ạ? Tức là không chỉ đẹp trai mà rất là nam tính nữa, cả về tính cách nữa. Ikemen thì nó chỉ theo cái kiểu như là chỉ là cái mặt đẹp thôi, đúng không? Thế nên nếu mà so sánh muốn hẹn hò với một anh chàng nào đấy thì có lẽ là phần lớn các cô gái sẽ chọn những cái anh chàng mà otoko mae,
thích hẹn hò với những kiểu người như thế hơn là chỉ ikemen đúng không ạ? Vậy là chúng ta đã có 3 cụm từ, cái hậu tố của nó là mae nhưng nó không thể hiện cái nghĩa là phía trước về cái vị trí. Chúng ta hiểu theo cái nghĩa bóng là à mình thể hiện một cái gì đó ra trước mặt mọi người đúng không ạ? Có thể là cái vẻ nam tính, ga lăng, đẹp trai, hoặc có thể là cái tài năng của mình, udemae, hoặc có thể là thể hiện cái sự trưởng thành chín chắn của mình, ichinimae. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.